em Phong Lan Tùng Nguyễn chào toàn thể cô chú anh chị yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 14. Hôm nay em tiếp tục cái ngâm nốt những cái chậu mà ngâm để trị những con ốc ăn mầm gốc của mùa 2022 và những cái chậu cuối cùng ở trong vườn. Thì cũng tiện đây em cũng quay luôn một đoạn video để gửi lên để cho cô chú anh chị xem cách ngâm và À, cái cách xử lý con ốc à, nó ăn mầm gốc như thế nào nhé cả nhà ăn mầm gốc ăn thì nó ăn rất là ghê thì à, cũng chia sẻ với cô chú anh chị là à, thời gian qua thì em cũng nghiên cứu rất là nhiều loại thuốc rồi nhưng nói chung là nó sẽ không thể nào triệt để đến 100% cả nhà thì, à, tuy nhiên là cái thuốc này nó có thể trị được đến 90 8 90% rồi cả nhà đó thì đây cách em ngâm và cái thuốc này thì à, cũng chia sẻ với cả nhà luôn là nó hơi độc hại một chút nên là cả nhà khi lưu ý là cả nhà có thể làm đây thuốc ốc ạ và một cái lọ này là khối lượng của nó là 40g nhé cả nhà một cái lọ này khối lượng của nó là 40g gram à, cả nhà có thể pha với 15 lít nước đây ạ à, như pha vào một cái máng to như này pha với 15 lít nước và chúng ta sẽ lấy cây ngâm như thế này cả nhà nhé đó lấy cây ngâm như thế này đây cả nhà lọ thuốc đây thì cái này em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị với giá là 100 000 một cái lọ như thế này 40 g gram nó là dạng bột chúng ta về pha ra nếu mà chúng ta mà có ít thì chúng ta có thể là pha phun thì pha phun thì chúng ta sẽ phun vào buổi tối và nếu mà ngâm thế này thì chúng ta cũng có thể ngâm vào buổi tối đây khi thuốc pha ra thì nó sẽ vào màu vàng như thế này và cả nhà lưu ý là khi mà chúng ta cho vào ngâm thì chúng ta sẽ liên tục khoắng cái, 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 cái nước lên nhé liên tục khoắng cái nước thuốc lên và chúng ta lưu ý là uh, chúng ta tránh hết sức có thể để nó dính vào tay vào chân vào quần vào áo uh, cái này thì nó nó sẽ nó có nó chắc chắn là nó sẽ có độc và nó không phải là độc cởi phai là chết ngay nên uh, là chúng ta tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi cả nhà và đặc biệt thì uh, cô chú anh chị lưu ý là không nên để cho con trẻ đụng vào nhé cả nhà cái thuốc này đặc biệt thì nên né con trẻ ra nhé đó thì uh, chúng ta có thể tưới giàn trước khoảng độ 2 tiếng. Sau đó là nó ẩm ướt cái giá thể thì con ốc nó sẽ bò lên. Nó bò lên nó bò ra nó ăn thì khi đấy chúng ta sẽ phun trước, phun nước trước khoảng 2 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ ngâm và hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ ngâm vào khoảng từ 6 đến 7 giờ tối đến 8 9 10 giờ tối. Tóm lại là ngâm vào buổi tối thì nó sẽ hiệu quả nhất nhưng mà ở đây là do nhà em thì có quá nhiều nên em không thể ngâm vào hết vào buổi tối được cả nhà, nên em vẫn phải xử lý vào buổi ban ngày. còn con nào thì em sẽ tiếp tục em sau khi em ngâm cái này xong này, ngâm xong em sẽ lấy cái nước này ra, em sẽ lấy cái nước này đổ vào một cái bình và em sẽ đi phun vào những cái chậu ví dụ như chậu như thế này, thì uh, buổi tối em sẽ đi phụt, đi xịt và một lượt lên cái mặt chậu này thì uh, đảm bảo là nó sẽ triệt để được đến 99 là không còn ốc ăn mầm gốc nữa cả nhà nhé thì đây là cái cách để em xử lý cái ốc sên ở trên vườn thì cô chú anh chị nào mà 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 có ốc mà sợ nó ăn mầm mùa mầm năm 2022 thì có thể liên hệ em em sẽ để thuốc cho cả nhà đây hiện tại thì em đang ngâm hết cả vườn luôn chứ không phải là để một chậu nào và những cái cây đã tiền thì em đã ngâm trước hết rồi đây còn toàn phú thọ với ho thôi cả nhà nhé còn nếu mà khi mà chúng ta mà pha với cách sử dụng khi mà chúng ta pha với cái bình mà một lít nước 2 lít nước thì chúng ta bình 2 lít nước thì chúng ta có thể cho 5 gam 5 g thuốc trên 2 lít nước đó là phun hiệu quả nhất thì chúng ta vẫn có thể là ngâm bằng cái cách kia thì nó sẽ hiệu quả nhất Còn nếu mà anh chị mà phun thì chúng ta sẽ phải phun cứ cách 2 ngày 1 ngày 2 ngày chúng ta phun một lượt À, chúng ta cứ cầm cái bình xịt xịt cái xịt cái xịt cái là nó là ok rồi cả nhà Thì đấy là cái cách để mà em chị uh, cái sên ở trên vườn nhé cả nhà. Ở ngoài cái cách chị sên thì uh, cũng chia sẻ với cả nhà ở đây em còn uh, 70 chậu năm cây trang phú thọ. Kỳ năm 1. Uh, chiều dài là từ uh, 11 uh, sen trở lên đến 20 cm. Kỳ rất là đẹp như thế này. Thì uh, em đang bán giao lưu với cả nhà với giá là 25.000 một sen. Thì cô chú anh chị nào mua thì uh, có thể uh, alo em nhé, uh, em sẽ uh, để cho cô chú anh chị. ở uh, nếu mà anh chị nào mà lấy lô mà lấy tất thì uh, em sẽ để với giá là 23 000 một xe 23 000 một xe Lấy lô từ uh, 15 chậu trở lên thì em sẽ để giá 23 000 một sen. Em sẽ cho uh, chụp ảnh và chọn cho cô chú anh chị những cây đẹp nhất có thể. Đây là một lô phú thọ. Nói chung là cái lô này rất là đẹp. Còn uh, anh chị nào mà muốn uh, lấy cây to để mang về vườn để phủ vườn thì ở đây em có ba hàng cây như thế này ba hàng ở giữa này ba cái hàng ở giữa này thì nó rơi vào khoảng nó nó có 90 chậu 90 chậu và nó rơi khoảng 100m gần 100m khoảng tầm 80 mét toàn cây to đẹp thôi nhá cả nhà toàn cây đẹp thôi Đấy, những cây rất là to đẹp nó khoảng 100m 8 80 đến 100m thực tế là em cũng chưa đo thì cô chú anh chị nào mà kết thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em sẽ báo giá cho cả nhà cả lô như thế này đó ờ, còn cái lô này thì thực ra em cũng sẽ để một đến hai ngày nếu mà không cô chú anh chị nào không lấy thì em cũng sẽ cắt hết xuống để ươm kia được cả nhà chứ cũng em cũng không để lâu nữa tại vì uh, cũng nó cũng đến mùa cắt rồi thực ra là cũng có những thân đã đã đến tuổi cắt ví dụ những thân như này đã đến tuổi cắt và cũng có những thân như thế này thì nó cũng chưa đến tuổi cắt nhưng mà do là nếu mà cô chú anh chị không mua thì em cái số lượng em quá nhiều nên là em phải cắt sớm một chút để em có thời gian em đủ thời gian để em làm cả nhà. Phú Thọ thì em nó có đến 500 m cơ. Nên là em không 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 có nhiều thời gian nên là em phải cắt sớm một chút để em lấy chỗ em làm đây Phú Thọ đây. Em còn đến 500 m cả nhà nhé. Ở thì Yên Thủy, Yên Thủy ở đây em có một số cái như thế này. Em có một số cái như thế này em sẽ đây những cái kỳ như thế này. Cô chị, chú anh chị nào thích thì có thể liên hệ em kia tầm xung quanh 10 đến 15 sen này nha nhá Giá thì đây có cái này duy nhất cái này 9 sen Cái này 10 sen Đó, Giá thì khoảng 700 nghìn một sen nhé cả nhà Thì cả nhà có thể uh, liên hệ em những cái kia như thế này Mùa tới mầm gốc nó lên sẽ rất là đẹp Nói chung là những cái kia như thế này mầm gốc mùa tới nó lên sẽ rất là đẹp Đó và nếu mà cô chú anh chị nào mà thích mắt ngủ thì cũng có thể đây em cắt hai thân. Đây, cũng có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi mua mắt ngủ. Thì uh, em cắt hai thân này xuống như thế này. Nói chung là mắt to mắt bé thì nó cũng rất là khỏe thôi. Đây, toàn những cái khúc mắt rất là đẹp như thế này. Đó, những khúc mắt rất là đẹp như thế này, như thế này. Thì ở đây em cũng bán một số mắt rồi. Thế còn cô chú anh chị nào lấy thì uh, giá là 1 triệu 200 000 một mắt ngủ nhé cả nhà. Và mắt ngủ này em sẽ không nuôi lại nhá, không nuôi hộ. Em sẽ không nuôi giúp ạ. Và đặc biệt thì cô chú anh chị lấy về cô chú anh chị có thể ươm. Nhưng mà đối với cái mắt ngủ này thì tỷ lệ ra hoa là sẽ gần như không có nhá. Tỷ lệ ra hoa sẽ gần như không có nếu cô chú anh chị để im không kích, đừng kích thì tỷ lệ ra hoa sẽ gần như không có. Năm ngoái em làm 200 200 mắt hồng nguyên thủy cắt ra ươm tự nhiên như thế này và không có một cái hoa nào. Bởi vì ở đây ở chế độ vườn anh em là em nuôi để làm kia cả nhà nhá nên là sẽ không có hoa còn uh, cũng có rất là nhiều vườn anh em người ta mua mang về sau đó người ta cắt bán mắt ngủ thì cũng không biết là nó lên kia hay là nó tỷ lệ người ta chăm nuôi theo kiểu như thế nào nên nó cũng dễ rất là khó là cái giá cả thì nó cũng tranh lệch nhau khá khá em cũng không dành lắm có người thì bảo tranh, tranh lệch so với giá em bán khoảng 2 300 trăm một mắt nhưng mà những cái mắt này ở trên vườn như em thì em phải khẳng định với cô chú anh chị nếu mà để tỷ lệ hoa thì sẽ đến 90% là không có hoa nhá nếu cô chú anh chị không kích. Đó, còn uh, riêng về uh, cái mắt ngủ năm cánh trắng phú thọ thì em hôm trước em cũng đã chia sẻ với cả nhà rồi là nếu mà ai thích thì em cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà với cái mắt ngủ năm cánh trắng phú thọ thì uh, em sẽ bán là uh, 200.000 trên uh, năm mắt ngủ uh, ở những cái dạng mắt vừa vừa còn những cái mắt to đùng thì uh, những cái mắt khúc to thì nó sẽ là 250 000 trên 5 mắt cả nhà nhá. Thì uh, anh chị nào mua có thể liên hệ em đây, phú thọ thực ra là em có rất là nhiều, em có đến uh, 4 500m phú thọ. Nên là uh, thật ra là để làm kỳ thì em cũng hơi oải Nên là uh, anh chị nào mà thích thì em cũng vẫn cứ chia sẻ thôi cả nhà. Còn nếu không thì em cũng cứ băm xuống tại vì băm xuống thì bao nhiêu thì sang năm cũng không thể nào đủ kỳ để bán cho anh chị được. Uh, miễn là làm sao mà giá nó rẻ thôi. Để anh chị mua được thì cũng có bao nhiêu kia thì cũng không đủ. đấy còn còn cũng có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi là mua kia mua mắt ngủ ho nhưng mà thực sự là chia sẻ với cô chú anh chị là em cũng mới rút rút ngọn ho em mới rút ngọn nên là chưa có bán được mắt ngủ. đó cái ho thì em mới rút ngọn nên là em có chưa có bán được mắt ngủ vì nó mới thắt mới bắt bắt đầu rút ngày hôm kia cũng chưa thể nào mà, mà 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 cắt để mà bán được cả nhà có rất nhiều cô chú anh chị hỏi em cái mắt bạch tuyết thì cái mắt bạch tuyết thì nó khá là cái giá nó khá là cao nên là uh, mang về thì uh, cô chú anh chị sợ không biết ươm thì nó sẽ hỏng mất nên là em sẽ không bán nhé cả nhà. còn uh, ở trên đây thì đây này cái mắt ngủ uh, uh, cái ngọn HO em mới rút này đó. còn ở trên đây thì em còn uh, một ít mắt ngủ năm cánh trắng bùi việt này, uh, mắt ngủ năm uh, cánh trắng tuyên quang này, uh, mắt ngủ tố đan này và mắt ngủ năm cánh trắng quái thú đó còn một khúc củ chi như thế này đó thì uh, với cái này thì em sẽ chia sẻ với cả nhà là 100.000 là ba mắt ngủ nhé ba uh, mắt ngủ năm uh, 5 cánh trắng bùi việt này đó là 100.000 100.000 nữa là ba mắt ngủ năm cánh trắng tuyên quang uh, tố đan cũng là 100.000 ba mắt năm cánh trang quay thú cũng là 100.000 ba mắt cái um, cái cái này là cái năm cái trang cụ chỉ còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mắt thôi thì cũng là 100.000 ba mắt nhé cả nhà thì cô chú anh chị nào lấy gì thì có thể liên hệ qua số điện thoại cho em nhé